Trong lịch sử phong kiến của nước nhà, chúng ta có một vị hoàng phi vô cùng nổi tiếng là lắm tài nhiều tội. Bà có xuất thân nghèo hèn mà lại một bước lên ngôi phi của hoàng thượng, là người hai lần nhiếp chính trong triều đại nhà Lý. Công trạng thì nhiều như núi Thái Sơn. Thế nhưng, thảm án giết hoàng hậu và hơn 70 cung nữ, sau đó nghiễm nhiên ngồi ở vị trí hoàng thái hậu, nắm trọn quyền lực ở trong tay, đã khiến cuộc đời bà có một vết nhơ không thể nào xóa mờ. Vị hoàng phi đặc biệt của lịch sử nước Việt ta, đó chính là Nguyên phi Ỷ Lan. Hãy cùng đến với cuộc đời của bà trong video ngày hôm nay. Từ thôn nữ hai dâu đổi đời thành phi tần quyền lực bậc nhất nhà Lý. Quay ngược lại về tung tích của Nguyên phi Ỷ Lan, sinh năm 1044, mất năm 1117. Bà thì vốn là một người phụ nữ hai dâu, có xuất thân nghèo hèn ở vùng thổ lỗi là Bắc Ninh ngày nay. Nhờ vào một cơ duyên may mắn đã giúp bà một bước đổi đời. Tương truyền là vào năm Quý Mão 1063, vua Lý Thanh Tông và hoàng hậu Thượng Dương đã bước vào tuổi tứ tuần mà vẫn chưa hề có con kế nghiệp, nên vua bèn thân hành đi cầu tự khắp các chùa chiền miếu mạo. Một lần xa giá tới chùa Thổ Lỗi, Gia Lâm, nam nữ đổ xô đến xem không ngớt. Duy là có một người con gái hai dâu là đứng tựa trong bụi cỏ lan, không hòa vào cái không khí nô nức nọ. Thấy lạ, vua mê vời đến hỏi và được trả lời: thiếp là con nhà nghèo hèn, phải làm lụng đầu tắt mặt tối, phụng dưỡng cha mẹ, đâu có dám mong đi xem rước mà nhìn mặt rồng. Thấy cô gái này nghèo nhưng mà cử chỉ đoan trang, lời nói dịu dàng, đối đáp theo lễ nghĩa, vua mới đưa cô về kinh, phong làm Ỷ Lan phu nhân. Chữ Ỷ Lan nghĩa là tựa gốc cây lan. 2 năm sau đó thì Ỷ Lan sinh ra hoàng tử Càn Đức, vua lập tức phong Càn Đức làm hoàng thái tử, còn Ỷ Lan được phong làm thần phi. 2 năm sau nữa, thần phi sinh thêm con trai và được vua phong làm Nguyên phi. Địa vị trong hậu cung giờ đây chỉ sau mỗi Thượng Dương hoàng hậu, chính thất của Lý Thánh Tông. Nghi vấn là người tương lai, xuyên không về quá khứ. Tuy chỉ là phận nữ nhi, nhưng kể từ lúc vào cung cho đến khi đạt được vị trí Nguyên phi, Ỷ Lan vẫn luôn luôn tỏ ra mình là một người hiểu tri thức lễ nghĩa, ham học hỏi vượt xa nguyên mẫu điển hình của người phụ nữ cùng thời. Trí thông minh kỳ lạ mà có lẽ là theo Taka cảm nhận, bà là người phụ nữ từ tương lai trở về quá khứ, chứ không phải là người bình thường thời ấy. Bởi lẽ là một người phụ nữ nhà nghèo, phong kiến lạc hậu, đi hái dâu để sống qua ngày, nhưng mà lại có thể ham mê đọc sách, nghiền ngẫm thi thư, biết làm chính trị, có tầm nhìn chiến lược và biết tra cứu những phương pháp trị nước để giúp chồng trấn giữ Giang Sơn. Một con người phải nói là quá vượt thời đại. Đến nỗi mà vua cho đổi tên quê bà từ làng Thổ Lỗi thành làng Siêu Loại, nghĩa là vượt trên đồng loại. Chắc chắn là vua Lý Thanh Tông phải vô cùng cảm phục và yêu thương bà. Thậm chí là ông còn giao cả việc nhiếp chính cai quản chuyện xã tắc cho Nguyên phi Ỷ Lan khi mà ông thân chinh đi diệt giặc phương xa. Vâng, là giao quyền lực cho một bà phi tần xuất thân hèn kém, chứ không phải là hoàng hậu Thượng Dương hay tể tướng Lý Đạo Thành. Điều này chứng tỏ vua Lý Thanh Tông phải tin cẩn về tài nội trị của Nguyên phi Ỷ Lan. Mặc dù chỉ là phụ nữ và nắm quyền nhiếp chính tại một thời gian ngắn, nhưng mà đất nước trong tay Nguyên phi Ỷ Lan cải thiện rõ rệt, khiến cho vị thế của bà càng lúc càng cao. Điều này đã kích thích nhà vua đánh thắng những cuộc chinh phạt Chiêm Thành. Vua Chiêm Thành bị bắt và xin dâng đất Ba Châu, Địa Lý, Ma Tinh, Bố Chính, tức là vùng Quảng Bình, Quảng Trị ngày nay, để mà tạ tội với vua. Từ đó giúp lãnh thổ nước ta được mở rộng. Dưới thời đại của bà cai quản, Phật giáo cũng có những bước tiến rực rỡ chưa từng thấy. Công trạng nhiều là như vậy, ấy thế nhưng có lẽ trong cuộc đời của Nguyên phi Ỷ Lan, bà cũng có những phút nóng giận, ghen tị, đố kỵ, sát khí ngút trời, ra tay tàn sát rất là nhiều người, để rồi phải dày vò sám hối trong suốt quãng đời còn lại. Giết vợ cả của vua để nắm quyền nhiếp chính. Mặc dù là đàn ông thường hay nghĩ đa số phụ nữ phong kiến buộc phải xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, thế nhưng thực tế lịch sử đã chứng minh không ai thâm độc bằng lòng dạ đàn bà, hay đàn bà với tiểu nhân là một. Câu nói này thì Âu cũng không sai. Vào năm 1072, vua Lý Thanh Tông băng hà, hoàng thái tử Càn Đức lên nối ngôi lúc mới được 7 tuổi, tức là Lý Nhân Tông. Tôn mẹ đẻ là Ỷ Lan Nguyên phi lên làm Linh Nhân Hoàng Thái phi. Còn đích mẫu là Thượng Dương Hoàng Thái hậu được buông rèm cùng vua nghe chính sử. Đố kỵ vì mình mới là mẹ ruột của vua nhưng mà lại không được nhiếp chính. Trong khi đó thì Thượng Dương Hoàng hậu
người không thể nào đẻ được đứa con nào. Bị vô sinh, theo cách nói ngày nay, lại ngang nhiên ngồi ghế thái hậu. Nguyên phi Ỷ Lan mới bắt đầu lập kế hoạch cho màn mưa máu trốn cung đình. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì có chép: linh nhân có tính ghen, cho mình là mẹ đẻ mà không được dự chính sự, mới kêu với vua rằng: mẹ già khó nhọc mới có ngày nay, mà bây giờ phú quý người khác được hưởng, thế thì sẽ để mẹ già vào đâu? Dưới sự dẫn dắt của Ỷ Lan, vị vua trẻ đã quyết định đầy Thượng Dương Thái Hậu cùng 72 cung nữ. Có tài liệu lại ghi chép là 76 cung nữ. Những cung nữ thân cận này tất cả vào lãnh cung và phong mẹ mình trở thành Thái Hậu mới. Vậy là với đầu óc mưu lược của mình, Ỷ Lan đã giành lại được địa vị tối cao trong triều đình nhà Lý, thao túng quyền lực đằng sau tấm rèm nhiếp chính mỗi khi mà lên triều. Chưa dừng lại tại đó, vì sợ Thượng Dương Thái Hậu còn sống sẽ làm ảnh hưởng đến vị trí của mình, Ỷ Lan đã tìm cách bức tử cả bà cùng với đám cung nữ kia. Cái kết là cả chủ tớ và vị hoàng hậu cũ đã chết tức chết tưởi. Thượng Dương Thái Hậu đã phải tự sát bằng giải lụa trắng mà vua ban cho. 72 cung nữ cũng phải từ giã cõi đời. Việc Thượng Dương Hoàng hậu và tất cả các thị nữ bị ép chết được chính sử công nhận là một sự kiện có thật. Tuy nhiên là nguyên nhân đằng sau hành động của linh nhân Thái Hậu là một câu hỏi đầy phức tạp. Một người phụ nữ được tôn sùng là lương thiện, yêu dân như con, ấy thế nhưng mà vì lòng đố kỵ mà ra tay giết người, rất nhiều người. Trong đó thì lại là hoàng hậu đương triều, người từng là chị em tỉ muội chung chồng với mình. Phải chăng là chỉ vì ghen tuông và không có quyền nhiếp chính nên Ỷ Lan đã bức tử từng ấy con người? Điều này thì đưa các nhà sử học nghiên cứu đến những giả thuyết rất là thú vị, trong đó thì liên quan đến cả Lý Thường Kiệt. Những giả thuyết về màn hắc hóa của Nguyên Phi. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng vụ thảm sát này không phải chỉ là một cuộc cung đấu đơn thuần giữa hai người phụ nữ, mà còn có sự góp mặt của những thế lực khác nữa đằng sau. Cụ thể đó là phe thủ cựu của Thái sư Lý Đạo Thành, người ủng hộ những quy định bản triều và phò tá Thượng Dương Hoàng hậu. Và phe kia thì là Thái úy Lý Thường Kiệt, người hết lòng phò tá linh nhân Hoàng Thái Phi. Lý Thường Kiệt là quan võ, nắm quân đội trong tay và có uy tín lớn sau chiến dịch Bình Chiêm trước đó. Còn linh nhâm Hoàng Thái Phi là mẹ đẻ của vua nên không khó giành ưu thế trong cuộc tranh chấp. Ngoài ra thì cũng có những giả thuyết rằng Thượng Dương Hoàng hậu là do không có con nên đã sai thuộc hạ bắt trộm Thái tử Càn Đức về làm con của mình và vu cho Ỷ Lan sinh ra cầm thú. Càn Đức lớn lên trong vòng tay của Hoàng hậu và luôn nghĩ rằng bà mới là mẹ đẻ. Phải đến sau khi Càn Đức lên ngôi, nhà vua mới biết Nguyên Phi Ỷ Lan là mẹ ruột của mình. Vì oán hận Hoàng hậu, vua cùng mẹ đã ra lệnh giết 72 cung nữ trong Thượng Dương Cung. Dương Thái Hậu vì biết trước điều này nên đã kịp thời bỏ trốn. Tuy nhiên là những giả thuyết này thường đến từ quê hương của Ỷ Lan và mang nặng tính chủ quan để rửa tội cho bà. Cũng theo sử cũ, về cuối đời thì linh nhân Thái Hậu chăm làm việc thiện tích đức, cho xây điện thờ Phật ở phường Kim Cổ và 72 ngôi chùa ở khắp cả nước. Người đời thì cho rằng những hành động đó chính là cách để bà ăn năn sám hối vì đã nhúng tay vào vụ bức tử năm xưa. Nguyên mẫu của màn tấm làm mắm cám. Tấm cám có lẽ là một trong những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu trẻ em Việt Nam. Khi còn bé thì chúng ta chỉ chăm chăm chỉ trích mẹ con nhà cám tham lam cướp hết của tấm. Nhưng mà có lẽ phải đến khi trưởng thành, nhiều người mới giật mình hoảng hốt về màn hắc hóa tàn bạo lãnh khốc vô tình của tấm dành cho chị em gái và người dì ghẻ của mình. Tấm giết cám rồi đem đi làm mắm gửi cho dì ghẻ ăn. Màn trả thù có phần rùng rợn này được cho là xuất phát từ việc Nguyên Phi Ỷ Lan bức chết Thượng Dương Hoàng hậu cùng hơn 70 cung nữ trong Thượng Dương Cung. Cụ thể thì làng Thuận Quang ở huyện Thuận Thành thuộc Bắc Ninh, quê hương của Ỷ Lan, hiện nay được cho chính là vùng quê thật sự trong câu chuyện tấm cám. Theo dân gian thì làng Thuận Quang mang tên cũ là Cổ Lỗi, có nhiều địa danh liên quan đến câu chuyện. Nào là con sông Thiên Đức mà hai chị em đi tát vét, nào là giếng bóng nơi tấm nuôi bóng, nào là ngàn dâu nơi tấm hái dâu và gặp vua. Hàng năm thì vào ngày 20 tháng 2 âm lịch, làng có rước hội linh đình. Dân làng kiêng hai chữ tấm cám nên gọi tấm là đớn, gọi cám là bổi. Cách cái làng Thuận Quang này không xa là di tích chùa Dạp
và đền Bà Tấm Bà Cám. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vào năm 1085, Nguyên Phi Ỷ Lan khi dạo chơi Đại Lãm Sơn đã quy định xây chùa. Đến năm 1086, nhà Lý ra lệnh xây dựng chùa và mất 9 năm để ngôi chùa hoàn thành. Đây được coi là một trong những ngôi chùa cổ nhất, đồ sộ và bề thế bậc nhất từ thời Lý đến hết thời nhà Nguyễn. Tại hội đền Bà Tấm Bà Cám hàng năm, tiên chỉ làng còn giữ bản văn ghi tên cúng Bà Tấm Bà Cám như sau: Lý Triều Hoàng Bảo Hoàng Hải Hậu, linh cảm Ỷ Lan Húy Mệnh, hiệu Khiết Nương, thắng quang Bồ Tát Từ Hạ. Hay chính là Nguyên Phi Ỷ Lan vậy. Cuối cùng thì Nguyên Phi Ỷ Lan nhấp chính thời Lý, đồng thời bà rất mộ đạo Phật. Trong khi đó, thời điểm ra đời của Tấm Cám, hay là khi chuyện có kết cấu, chi tiết hoàn chỉnh, được cho là vào thời Lý, nên nhiều người cũng đặt giả thuyết rằng chuyện chịu nhiều ảnh hưởng từ tư tưởng Phật giáo. Ví dụ vấn đề luân hồi, chết đi sống lại, Tấm trải qua nhiều kiếp, chim hoàng anh, cây xoan, khung cửi, rồi cây thị, hột thị hay quả thị. Tiếp đó là tư tưởng quả báo. Hai mẹ con Cám làm ác thì sẽ gặp ác, dù có thành công khi lừa giết Tấm, tạm thời đoạt được nhà vua. Dù đây chỉ là những cái chuyện lưu truyền trong dân gian, nhưng mà không thể nào phủ nhận hoàn toàn rằng nó không hề có cơ sở. Cho đến tận thời hiện đại, các sử gia vẫn tranh cãi về tính chất hành động mà Nguyên Phi Ỷ Lan đã thực hiện. Một số nhà sử học đã biện hộ cho bà với lý lẽ rằng trong nền chính trị cung đình xưa kia, những hành động thanh trừng, cá lớn nuốt cá bé như vậy là cái điều thường gặp. Dù vậy, đây vẫn là vụ thảm án cực kỳ nghiêm trọng. Cũng vì thảm án kể trên mà các nhà chép sử khi xưa tỏ ra khá là dè dặt khi đề cập đến Ỷ Lan. Mặc dù bà có công lao lớn trong lịch sử chính trị, văn hóa xã hội của vương triều nhà Lý. Và nếu mà khám phá những điều kỳ lạ của lịch sử là sở thích của bạn, kính mời các bạn đón xem tiếp video. Sự thật phanh phui, Lê Hoàn thông dâm với Dương Vân Ngà đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.